Xin chào các bạn, mọi lần thì mình đã cùng các bạn review một số mẫu loa từ cao cấp cho đến các mẫu bình thường, những mẫu loa dành cho gia đình hay là những mẫu loa cho dã ngoại. Tuy nhiên, có một mẫu loa mà mình vẫn chưa hề đụng đến, mà mình nghĩ đây cũng chính là một phân khúc mà các bạn trẻ ưa sự năng động, nhỏ gọn cũng như là dễ dàng di chuyển quan tâm đến. Đó chính là những chiếc loa cầm tay hay là đeo cặp. Với phân khúc và mẫu mã cực kỳ đa dạng thì đây thực sự là một cuộc chiến khốc liệt giữa các nhà sản xuất phân khúc nhỏ lẻ. Đây có thể kể đến như là John Smart, OK Xiaomi hay thậm chí là những ông lớn trong ngành như là Bose, Sony hay là JBL. Vậy thì hôm nay kính lão đắc thọ, mình sẽ cùng với các bạn review một em đến từ thương hiệu nổi tiếng nhé. Và món loa mình muốn review hôm nay đó chính là một sản phẩm từ Bose. Vì mình thấy đây chính là một chiếc loa tiệm cận nhất với sự hoàn hảo. Vừa có chất lượng âm thanh tốt lại vừa có một thiết kế đẹp, chuẩn chống bụi, chống nước. Và nếu ngó qua đối thủ thì chúng ta sẽ có gì? Với Sony, chúng ta sẽ có Sony SRS-XB31, SRS-XB40 hay là JBL Chat 3, Flip 3, Flip 4. Đầu tiên, trước khi đi vào công nghệ âm thanh của em nó thì hãy ngắm nghía một chút về vẻ bề ngoài nhé. Về sản phẩm Color 2 thì chúng ta sẽ có 4 màu. Trên tay mình đây là màu cam và các bạn có thể thấy là phần hoàn thiện bên ngoài được bọc một lớp cao su. Thực sự thì lớp cao su này được hoàn thiện rất tốt và tất nhiên là để tạo ra một thiết kế như thế này thì hãng cũng đều đã có những tính toán cả rồi. Với lớp cao su bọc ngoài như vậy thì sẽ giúp sản phẩm của chúng ta có độ bền cao hơn và dễ dàng thêm chuẩn chống nước cho thiết bị. Tất nhiên là cũng sẽ có cả chuẩn chống bụi dưới 1mm luôn. Với công nghệ âm thanh chứ danh của Bose, các bạn sẽ luôn luôn có những sản phẩm có thiết kế vừa đẹp, bền bỉ và theo đó là chất âm không thể bàn cãi. Thêm một điều nữa, tuy em nó chỉ là một chiếc loa sử dụng với mục đích cá nhân nhưng lại cực kỳ to mồm với mức công suất tiêu thụ điện chỉ xấp xỉ 15W với thời gian sử dụng được 8 giờ. Có thể thấy rằng nó sẽ thấp hơn một chút so với các đối thủ của mình. Tuy nhiên, đó chỉ là những con số, vì khi đo đạc thì các hãng sẽ cho con cưng của mình hoạt động trong điều kiện tốt nhất. Ví dụ là hãng sẽ sử dụng những bài hát chỉ có ít âm tiết, phát với mức âm lượng tiêu chuẩn, cũng như là sử dụng quả pin chưa qua sử dụng, nó sẽ ít bị chai. Qua đó thì có thể thấy, thời lượng sử dụng thực tế của Bose Soundlink Color 2 là cực kỳ tốt rồi. Phần trên chúng ta sẽ có một số nút chức năng cơ bản để có thể kết nối Bluetooth cũng như là dừng hay là phát bài. Tuy là không sở hữu những công nghệ kết nối thời thượng như Wi-Fi hay là NFC, nhưng mình nghĩ với mức giá hợp lý của em nó mà lại thêm nhiều thứ như vậy thì thực sự là không cần thiết cho lắm. Với tiêu chuẩn chống nước của mình thì em nó có thể hoạt động tốt ngay cả khi trời mưa mà không cần phải lo lắng gì cả. Để thưởng thức chất âm của em nó thì mình đã sử dụng những bài hát có giai điệu EDM cũng như là pop ballad để thử trải nghiệm khả năng xử lý bass cũng như là độ chi tiết khi tái tạo những giải âm phức tạp. Không giống như những mẫu loa cao cấp khi được tích hợp cả những vòng xoay tinh chỉnh để phù hợp với chất âm mà người dùng mong muốn. Tuy vậy em nó được sinh ra để dành cho đối tượng cá nhân, dễ di chuyển nên tất nhiên chúng ta sẽ không có được những thứ đó. Nhưng giải âm mà Soundlink đưa ra lại cực kỳ thuyết phục, mạnh mẽ với bass và cũng đủ chi tiết để có thể đáp ứng cho các bản nhạc nhẹ nhàng và cần sự rõ ràng trong giai điệu. Tất nhiên trải nghiệm là như vậy, nhưng em nó cũng không hoàn toàn là một chiếc loa hoàn hảo không có điểm yếu, nhất là lại đến từ giải bass của em nó. Phần bass dính phải một lỗi khá thường gặp, không chỉ ở những mẫu loa rẻ tiền mà kể cả các sản phẩm cao cấp cũng mắc phải. Đó chính là bị dạn âm khi mắc volume. Tất nhiên có thể sẽ có người không coi vấn đề này là lỗi, bởi vì như các bạn cũng hiểu, đối với một sản phẩm dành cho khách hàng cá nhân, mình nghĩ chắc là đồ mang theo người thì không có lý do gì để mắc volume trong nhà rồi ra ngoài sân nghe cả. Và lại khi bật mắc âm thanh thì bất kể chiếc loa tốt nhất nào cũng bị dần dần bị rè và mất chất âm, nên mà mình cũng không khuyến khích mắc âm thanh nhá. Với chiếc loa như thế này thì sẽ cực kỳ tiện lợi khi mà bạn đem đi di chuyển, chỉ đơn giản là bỏ nó vào cặp và nó sẽ không chiếm quá nhiều vị trí trong cặp của bạn khi chỉ có trọng lượng là 0,58kg. Và cuối cùng, nếu bạn là một người luôn muốn sống trong cuộc sống tràn đầy âm nhạc thì một chiếc tai nghe thôi chưa đủ. Vậy nên, Soundlink Color 2 là một sự lựa chọn cực kỳ hoàn hảo dành cho bạn. Nếu bạn quan tâm đến các sản phẩm loa di động thì đừng quên ấn vào đường link bên dưới nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.